Phú Thành là nam diễn viên nổi tiếng nhất nhì của nền điện ảnh Hồng Kông. Bên cạnh là diễn viên tài năng, anh còn là một giọng ca tuyệt vời của giới âm nhạc, là nam thần và người mê trong mắt biết bao người. Đầu thập niên 90, Quách Phú Thành truyền về những ca khúc trữ tình lãng mạn và đoạt vô số giải thưởng âm nhạc lớn. Anh cùng với Lê Minh, Lưu Đức Hoa và Trương Học Hữu được xếp trong tứ đại thiên vương rất nổi tiếng thập niên 90. Thế nhưng không phải ai cũng biết vì thiên vương này từng có tình sử vô cùng phong phú và là bad boy trữ danh của làng giải trí xứ Trung. Bước chân vào showbiz trở thành tứ đại thiên vương đình đám. Quách Phú Thành sinh ra trong một gia đình có gia cảnh bình thường ở Hồng Kông. Là con út trong nhà, từ nhỏ anh đã được cha mẹ yêu chiều hết mực. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp trung học, vì tình trạng kinh tế trong nhà đi xuống, nam thần này đành ngậm ngùi bỏ học. Có lẽ do cái duyên cái số, Quách Phú Thành trở thành vũ công của đài truyền hình TVB, từng có cơ hội làm bạn nhảy, hợp tác với những ca sĩ đình đám như Mai Diễm Phương, Quảng Mỹ Vân. Sau 2 năm gắn bó với công việc này, Quách Phú Thành cảm thấy nghề vũ công không có nhiều khả năng phát triển như ca sĩ, nên quyết tâm học theo một khóa huấn luyện ở đài TVB. Tuy nhiên, khởi đầu của Quách Phú Thành trong làng nhạc chẳng mấy thuận buồm xuôi gió. Im hơi lặng tiếng suốt 2 năm trời, anh mới được chú ý nhờ quay một số video quảng cáo và lọt vào mắt xanh của một người quản lý mất tay xứ đài. Lúc bấy giờ, con đường phát triển của Quách Phú Thành mới chính thức mở rộng và nhanh chóng trở thành tứ đại thiên vương, ngang hàng với những đàn anh như Lưu Đức Hoa, Lê Minh và Trường Học Hữu. Với gương mặt điển trai, từng bước nhảy điêu luyện, tỏa sáng trên sân khấu và khả năng diễn xuất tốt, Quách Phú Thành đạt được nhiều thành tích đáng nể trên cả hai lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh. Có thể nói, anh là chàng bạch mã hoàng tử trong lòng biết bao người trong giai đoạn hoàng kim thập niên 1980-1990. Tình sử phong phú và bản chất tra nam của tài tử đình đám một thời. Có ngoại hình nổi trội như vậy, Quách Phú Thành khiến bao cô gái phải siêu lòng. Tài tử họ Quách có tình sử cực kỳ phong phú với các mối tình nối tiếp, liên kề nhau, chẳng hề có khoảng trống cho sự cô đơn lẻ bóng. Trước khi nổi đình nổi đám, Quách Phú Thành từng hẹn hò với Diêu Chính Tinh. Mối tình đầu anh quen biết khi theo học khóa huấn luyện vũ đạo của TVB. Rung động trước vẻ thanh thuần, đáng yêu của cô gái này, Quách Phú Thành đã theo đuổi nhiệt tình và nhanh chóng chiếm được trái tim người đẹp. Thế nhưng, mối tình đầu thường mong manh, dễ vỡ, cặp đôi cũng chẳng thể thoát khỏi giấc này. Thấy bạn trai tham gia showbiz, Diêu Chính Tinh cũng mong muốn được tham dự vào làng giải trí phồn hoa. Thế nhưng, vì không có chỗ dựa cũng chẳng gặp thời, người đẹp này mãi chẳng phất lên được. Vì trang trải cuộc sống, Diêu Chính Tinh giống Quách Phú Thành liên tiếp nhận vài bộ phim 18 cộng. Biết được điều này, tài tử họ Quách vô cùng tức giận, mắng mỏ, chỉ trích bạn gái nặng nề, tình cảm của họ cũng toàn từ đó. Năm 1992, sự nghiệp của Quách Phú Thành bắt đầu lên như diều gặp gió. Khi hợp tác trong một dự án điện ảnh, nam tài tử phim giả tình thật với nữ thần tóc ngắn Viên Khiết Oánh. Thế nhưng, mới hẹn hò chưa lâu, mối tình của họ đã bị giới truyền thông phát hiện. Người hâm mộ Quách Phú Thành phản đối mạnh mẽ vì Viên Khiết Oánh dính tin đồn bị đại gia sát gái Lưu Hoàng Hùng bao nuôi. Lại thêm việc fan tự sát để phản đối gây chấn động một thời, cặp trai tài gái sắc này đành ngậm ngùi đường ai nấy đi. Sau khi chia tay, Viên Khiết Oánh đau khổ tới mức mắc bệnh trầm cảm và bệnh kén ăn. Còn Quách Phú Thành thì dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng tìm được tình yêu mới. Cùng hợp tác khi ghi hình MV, Quách Phú Thành nảy sinh tình cảm với Chung Lệ Đề. Tuy nhiên, có lẽ vì quá sợ hãi trước phản ứng của người hâm mộ, cả hai không dám công khai thừa nhận tình yêu. Nhiều năm sau, khi tham gia show truyền hình Khang Hy Đến Rồi, Chung Lệ Đề mới chia sẻ họ đã bí mật hẹn hò suốt 2 năm. Thế nhưng, nữ diễn viên truyền thuyết người cá không hài lòng với việc phải che che giấu giấu khi yêu nhau nên đã nói lời chia tay với thiên vương Học Quách. Bị Chung Lệ Đề đá, nhưng Quách Phú Thành còn chưa kịp đau lòng thì đã đổ gục trước Tử Hà tiên tử Chu Ân. Khi đó, Chu Ân mới 23 tuổi, vừa chia tay với Châu Tinh Trì. Quách Phú Thành đã ở bên, an ủi người đẹp lúc thất tình và nhanh chóng chiếm được trái tim cô. Tuy nhiên, tương tự như mối tình với Viên Khiết Oánh, cặp đôi này bị phát hiện hẹn hò và Chu Ân phải chịu áp lực nặng nề từ fandom Quách Phú Thành. Điều này khiến họ nhanh chóng đường ai nấy đi trong tiếc nuối. Sau nhiều mối tình với các mỹ nhân hàng đầu showbiz, Quách Phú Thành bất ngờ dính phải mỹ nhân kế nơi xứ người. Năm 1999, tại một khách sạn ở Australia, anh gặp gỡ với cô gái tên là Tristan Dương và chẳng may trúng kế đầy đau đớn. Đoạn video thân mật giữa Quách Phú Thành và Tristan Dương bị tiết lộ. Không chỉ vậy, tài tử còn bị bạn trai cũ của nhà gái đe dọa. Bên cạnh đó, cô gái này còn tuyên bố Quách Phú Thành rất kém cỏi trong chuyện phòng the, khiến anh phải muối mặt. Mặc dù Quách Phú Thành đâm đơn lên tòa và giành thắng lợi, nhưng hình ảnh của anh cũng xấu đi trong mắt công chúng, trở thành kẻ lãng tử đa tình hàng đầu showbiz. Dù vậy, Quách Phú Thành vẫn chẳng hề thiếu những mỹ nhân bên cạnh. Năm 2006, tài tử này quen biết và rơi vào lưới tình với người mẫu kém 15 tuổi Hùng Đại Lâm. Mối tình của cặp đôi này bị giới truyền thông phát hiện và gây sóng gió lớn. Dù vậy, thì Vương họ Quách vẫn không chịu công khai thừa nhận mà 10 lần lên tiếng bác bỏ tình hẹn hò. Sau 7 năm hẹn hò, cứ ngỡ Hùng Đại Lâm đã chắc chân trở thành vợ thiên vương, thì Quách Phú Thành lại úp mở việc chia tay với lời phát ngôn đậm chất tra nam. Giống như khi bạn mang một đôi giày không vừa chân vậy, cảm giác rất khó chịu. Bạn nhất định phải đổi giày, nếu cứ cố mang sẽ tạo thành vết thương và càng ngày càng rỉ máu. Chuyện tình cảm cũng như thế mà thôi.
Phẫn nộ vì bị tình cũ ví như chiếc giày không vừa chân, nàng siêu mẫu hoàng hôn cũng chẳng phải dạng vừa khi bóc phốt Quách Phú Thành là kẻ keo kiệt, chưa từng tặng cô bất cứ món quà nào, mọi chi phí trong lúc hẹn hò đều phải chia đều. Điều này khiến thiên vương họ Quách phải chịu nhiều chỉ trích từ công chúng. Cuộc hôn nhân với hot girl đáng tuổi con và hàng loạt nghi vấn tan vỡ. Sau khi chia tay với Hùng Đại Lâm, Quách Phú Thành liên tiếp lao vào những mối tình chớp nhoáng với các mỹ nhân. Khi tham dự bữa tiệc sinh nhật của thiếu gia tỷ đô Vương Tư Thông tại Tam Á, tài tử này gặp gỡ với hot girl kém 22 tuổi Phương Viện và nhanh chóng hẹn hò với cô. Sau 2 năm hẹn hò, họ chính thức về chung một nhà. Được biết khi đó, Phương Viện đã mang bầu đứa con đầu lòng với tài tử họ Quách. Không ít người cho rằng Quách Phú Thành cuối cùng cũng lãng tử quay đầu, trở thành người chồng, người cha tốt. Thế nhưng, cũng có thông tin cho biết, tài tử này vẫn không thay đổi tính keo kiệt, ký hợp đồng, công chứng tài sản trước khi kết hôn. Hiện tại, thông tin này vẫn chưa được xác thực, chỉ biết rằng cặp đôi này có với nhau 2 cô con gái và hưởng cuộc sống ấm êm bên nhau. Tuy nhiên, năm 2020, thông tin Phương Viện thực chất là học viên của lò đào tạo cưới đại gia rầm rộ trên khắp các mặt báo. Điều này khiến không ít người cho rằng Quách Phú Thành đã rơi vào bẫy của nàng hot girl lắm chiêu trò này. Trước sóng gió dư luận, Phương Viện tỏ thái độ giận dữ, bác bỏ tin đồn, còn Quách Phú Thành có thái độ khá khó hiểu, không nhanh chóng lên tiếng bảo vệ bà xã, làm rộ nghi án tình cảm trục trặc, hôn nhân tan vỡ. Chưa kể gần đây, giới truyền thông đang rầm rầm tin đồn Quách Phú Thành ngoại tình với một người mẫu sau lưng Phương Viện và Tiểu Tam đang mang thai. Thiên vương họ Quách muốn để người tình bí mật sinh đứa bé này nhưng Phương Viện không đồng ý. Đặc biệt mới đây, Phương Viện đã xóa rất nhiều hình ảnh thân mật của hai vợ chồng trên mạng xã hội. Hiện tại, chưa có bằng chứng xác nhận thông tin này là sự thật, nhưng netizen vẫn nửa tin nửa ngờ.